Mùng 8 tháng 2 vừa qua, tức ngày mùng 8 tháng Giêng năm Nhâm Dần, chùa Giác Nguyên, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình đã chính thức khai đàn dược sư cầu an đầu xuân. Đại đức Thích Tánh Thông, trụ trì chùa Giác Nguyên, sám chủ đàn tràng, cùng tăng chúng, ban hộ trì Tam Bảo và đạo hữu Phật tử, thiện nam tín nữ xa gần, đồng trang nghiêm cầu nguyện. Sau ba hồi chuông trống bát nhã trầm hùng vang vọng, đại chúng lắng lòng thanh tịnh, nương theo pháp âm xướng tụng. Đại đức sám chủ niêm hương bạch Phật, hành pháp sái tịnh, dân sớ cầu an và khai kinh dược sư. Tứ chúng đồng nhất tâm thọ trì kinh dược sư, gửi gắm tâm nguyện và năng lượng thuần thiện đến khắp pháp giới, vọng cầu một năm mới an lành thịnh vượng, dịch bệnh tiêu trừ, tăng trưởng đạo nghiệp, phước huệ thường hằng. Được biết pháp đàn dược sư chùa Giác Nguyên sẽ luân phiên tụng niệm và tuyên danh kỳ an hàng đêm từ ngày mồng 8 đến ngày rằm tháng Giêng, sẽ tạ đàn theo tâm nguyện của đại chúng.